Đâu xem là cái bộ sofa hôm nay em bàn giao xem là có cái gì phải phải ấy không. Không, cái bộ số 3 là làm em anh thấy ưng, rất là ưng. Ưng thứ nhất là Vâng. cái nước màu sơn này. Vâng. Cái nước màu sơn anh rất là ưng. Hai nữa là cái chất liệu gỗ. Anh vợ đó là thấy là đẹp. Dạ vâng. Kiểu dáng phong cách cũng rất là đẹp, bởi vì những cái sofa ngồi như là rất là đẹp rồi. Thoải mái, Mà thoải uống cà mái, phê, dễ dùng, dễ dùng. hát karaoke là rất là ok rồi. Dạ vâng. Đó. Anh thấy là được, bởi vì cái chất liệu gỗ làm rất là đẹp này. Thứ Dạ. hai là cái nước sơn làm rất là đều, Dạ vâng. đồng đều cái nước sơn. Dạ Phải rồi, vâng. anh nói thôi từ đầu rồi, cái nước sơn này nó đúng là chuyên nghiệp Dạ. chứ không phải là không chuyên nghiệp nữa rồi. Dạ. Quá đỉnh luôn, chuyên nghiệp nữa. Dạ. Từ cái nước sơn, mẫu mã hình dáng Dạ. rất là đẹp. Anh gọi Vâng. Em cứ mà quay nhé. kệ tôi vì nước sơn anh thấy hài lòng nhất được hai cái. Một là cái sofa và cái bộ ghế ngồi phòng khách. Cái Đấy, bộ hài bộ lòng. bộ đục Hài lòng đeo. nhất vì là nó làm được đúng là Chờ em tí nha anh cái đợi. gọi là Chờ người ta chờ nói 2 phút, là 2 phút. có một cái chuyên gia về gọi là cái thẩm mỹ Thật ra và ấy cái chất lượng đảm thì bảo. vâng, chia sẻ với anh một tí là cái thằng sơn hương đá này này là mình sơn theo đúng cái màu của nó. Màu của nó như thế nào thì mình sẽ sơn như thế. Trừ khi kiểu trong gỗ nó có rác ấy, thì nó sẽ khác màu. Đấy, còn nếu như mà nó là gỗ thịt ấy, thì nó sẽ lên màu như thế này luôn. Đấy, còn các cái hệ ngăn kéo này là sử dụng ngăn kéo đây như ban nãy em bảo là sẽ phải có vít trong này, vít mặt trong để làm sao để giữ cái mặt này. Đấy, thì mình sử dụng là nó sẽ ok. Đấy, chất lượng là sẽ trong thời gian dài sử dụng là mình không phải lo nữa. Đấy, còn bộ sofa này thì em xin phép thông báo với anh một tí về cái tại vì là anh Thắng dặn em làm bộ sofa này. Đấy, thì bây giờ em lại xin phép thông báo với anh Quỳnh một tí. Đây là em trai của anh, khách hàng của em Kiên. Thì bộ sofa này làm theo tiêu chuẩn là tất cả các cái hệ khung này này đều làm 4 phân. Đây, ví dụ như là độ dày là 4 phân này. Nhưng mà em có làm là thậm chí nó lên đến 4 phân 2 hay là 4 phân 1. Nó dày hơn tại vì sao? Tại vì em mua một cục gỗ về. Em tính để em sản xuất ra một bộ sofa này, nếu như mà nó dư thì là tốt. Thì là em sẽ chủ động sẽ dày cho khách hàng của em. Và thêm nữa là bởi vì là tất cả những cái thành phần này được làm ấy thì cây của hương đá thì nó rất bé. Cây của hương đá nó bé, hộp nó cứ bé bé, nó nhỏ nhỏ như này, thì cái bộ sofa này em phải làm từ 2 cục gỗ. Đấy, nhưng mà 2 cục gỗ nếu mà chọn được đều màu thì tất cả những cái hệ màu này nó sẽ rất là đồng nhất với nhau, rất đều với nhau để mình sơn lên nó đều. Và sau này khi sử dụng ấy thì nó sẽ ít cái mức độ co ngót, nó sẽ gần như đồng bộ. Ví dụ thằng văng này được làm từ 1 cục gỗ này thì trong một thân cây gỗ thì nó cùng tuổi, cùng hệ vân. Đấy, cùng mức độ biến động, nó gần gần như cùng nhau. Thì lúc bấy giờ thì là nó sẽ đảm bảo cái độ sau này nó gỗ tự nhiên thì nó sẽ co ngót hay là nó sẽ biến động thì nó sẽ đều hơn. Đấy, cái bàn này được làm từ một thân cây gỗ này, cái kia hay cái này đều được làm từ một thân cây gỗ thôi. Ví dụ mình tránh hiện tượng là mình pha thêm một cái thân cây gỗ khác vào, nó ít tuổi hơn chẳng hạn, thì nó sẽ co ngót mạnh hơn. Đấy, thì nó dẫn đến chuyện là sau này ví dụ độ bền thì nó sẽ khác nhau. Chân này nó co ngót mạnh hơn thằng vai này chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện là nó sẽ biến động và nó sẽ lệch lạc với nhau. Đấy, chứ còn nếu như mà tất cả những cái hệ bàn ghế này thì nếu mà thợ chuyên họ làm thì mình không cần sợ. Chuyên nghiệp Đấy. Thế thôi, còn 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 hệ da đệm này thì nó vẫn là da nhân tạo này, da nhân tạo được sử dụng chất liệu da canola của Ý này. Đấy, da này cũng là da đắt tiền. Và cái kỹ thuật may của em thì em chuyên sofa rồi nên là nó cũng gọi là, để mà nói gọi là tinh xảo thì chưa tinh xảo nhưng chuyên nghiệp thì là có. ơi Đấy. Ok, tắt cho anh.